Tôi túc nuôi dưỡng cao trên bếp của tin tức để luyện tập phát tầm tuần nhất. Sau tôi đã kiếm nên tôi đọc phụ đề trên YouTube. Tập du lịch tuần nhất hay và tao tới hút ở đây mày chỉ là nói chương trình hay ở thì mỗi tại ta này tôi muốn rằng về tập thuần nhé và với mẹ hồn cao hồ châu khen một để mộ lục phục của châu Nam Phi là nhân viên nội vật của tướng chỉnh chú ngài và tảng mô mũi tương cảm ngồi người tài hốc nên tại ta này tổ chức là mất chương trình buồn thì ai ở kiếm mối đang tạo đang trạo sự phát triển trong việc sau sau thiên an tại khu vực miền Trung tại xuất hiện ông Scott Turner và Lee Hock du khắp cao của trung tâm ngoại ngữ đại học Columbia tại đá này tổ viết chương trình mỗi không chỉ không tắt nén thằng đề học viện đã kết quả kết quả cao trong khi thì mà không dành các kỹ năng thiên hạn cần thiết để tăng cường trong phức tạp và không biết. Chương trình không chỉ đánh giá bước chân trong việc đào tạo thiên hạn tài lĩnh mà còn tổng hợp quan trọng vào việc nâng cao năng lực ngôn ngữ và nguồn năng lực chất lượng cao chỗ tân phổ của ta đó trong vội cần tân phổ hội nhập quốc tế mà mẹ biết sang vì thêm sức chiến ảnh tôi sẽ chứa các thân ảnh và dồn nhiệm tại Đà Nẵng giải thẳng thức phân trận và phát triển bền vững đại lượng nội địa. Yo, this Julia Gangster. Quyền giám đốc cấp cao phụ trách học thuật nghiên cứu và chương trình giảng dạy của sinh viên đại học Olympic Việt Nam trình độ thiên hạ đảng thảo sẽ chia tăng có hội hỗ tập và nghiên nghiệp chương trình này ở chỉ mỗi được chi kết để giúp nhiều học đặt tức thành tích học tập tốt và phát triển từng một thế rồi còn bảo hộ tương diện IELTS mỗi tổ những điểm nổi bật thứ nhất đổi như dàn việc tật phương nghĩa bảo lý mỹ tổ khảo đôi như dạo vẹn cô sư của chúng cũng là những phần giả ai chỉ giàu kinh nghiệm tổ chính độ của bằng cấp được trường đàn vội nhà tổ chức tức là về đánh giá chất lượng giảng dạy thế hạn trên hồn thế giới vội hơn 200 thân viện tại Australia châu Á tại Vinh Dương và Trung Đông vội dịch phục vụ cho một kết mọi người dù học viện được đăng ký dịch vụ miễn phí tư giang viên ai chỉ giao kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng nói chương trình cũng sẽ được là các nhân sách chỉ chia và những cối trình số tiền từ chuyên gia ai chỉ giao kinh nghiệm của đó cải thiện kỹ năng biết của người học
ngồi là một trong những sáng kiến nổi bật của nông nghiệp phát triển. Chương trình trong bộ học IELTS mới là bản kế hoạch học tập cá nhân, giúp liên kế cá nhân và sự thông học viện rồi số theo rồi và hỗ trợ sắc sảo chưa giáo viên bản kế hoạch nhà hỗ trợ kết thúc dù quá trình phát triển lúc và kỹ năng từ phúc tại nhà giữa học viện các phương tiện như quả và theo dõi thiền theo dõi trình độ theo đứng đứng lộ trình đã đề ra bên cạnh giữa học trình học viện công được tham gia các lớp học bổ trợ miễn phí nhằm củng cố kiến thức và kỹ năng một cách liên tục. Chúng tôi đó là cách bài hành không dối hành thức chuyên cụ thể học viện Đức Thánh hành trình hệ thống bài thách thức chuyển sử dụng tài liệu đúc và nhẹ một trong của lĩnh vực cứ như đúc thiết thành hăng đau sắc in và sắc đến từ hệ thống thư viện Liên minh Australia vào bất kỳ lúc nào. Đại diện chúng ta ngồi ngủ tại Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng cho biết lộ trình học tập của học viện được đảm bảo với chính xác trong kết tạo và theo trình độ đào tạo chung làm ăn trong tối đa tốc tin tưởng nội dung tin tưởng để cải thiện kỹ năng bắt tầm tuần nhất tôi muốn cô phát triển kỹ năng ngôn ngữ